Cắm hoa, bày biện mâm cúng. Những ngày cuối năm, phân khu 1 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ dường như nhộn nhịp hơn. Đây là một trong 7 phân khu trực tiếp quản lý bảo vệ rừng ngập mặn Cần Giờ. Phân khu hiện quản lý 14 hộ với 27 lao động nhận khoán bảo vệ rừng. Ngoài tự đi kiểm tra, bảo vệ khu rừng mình phụ trách, các hộ sẽ tổ chức các đợt tuần tra tổng thể theo sự phân công của quản lý phân khu. Sáng giờ thì Khánh Hà cũng có theo được các anh để mà mình đi tuần ở trên Tắc ăn Tết. Thì đến khu vực này Khánh Hà lại thấy là có rất là nhiều cây, cả một vùng, một khoanh nó bị chết như vậy. Thì đây là trường hợp như thế nào và nó có nhiều khu vực như vậy không ạ? Thì thường nếu mà cái trường hợp như thế này thì tụi anh sẽ xác định nó là cái chết của nguyên nhân. Thì thường là cho tổ tư quản của tụi anh. Tổ tư quản tụi anh gồm từ 3 người đến 5 người. Dạ. Thì trong tổ tư quản của anh thì sẽ phân công. Phân công một anh thì đo đếm, một anh thì ghi chép lấy số liệu, tụi anh thì có cái sử dụng Google Maps để cập nhật trên cái phần mềm ứng dụng Google Maps luôn, rồi sau đó có số liệu thì tụi anh sẽ điền số liệu luôn, là nhất là tụi anh sẽ chuyển về số liệu này về phòng quản lý là phòng chuyên môn. Rất là hay luôn nha quý vị, bởi vì là đi vào đây là hoàn toàn không có sóng 3G. Điện thoại của Khánh Hà là bây giờ không thể nào sử dụng được nữa. Thế nhưng mà các anh ấy vẫn ứng dụng công nghệ thông tin, có cái ứng dụng đàng hoàng để mà mình đi đâu đúng không? Là có cái tọa độ, mình biết được cái điểm ở đó đàng hoàng. Dạ. Theo đại diện Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, công tác giao khoán cho các hộ dân bắt đầu thực hiện từ năm 1990. Trong 125 hộ nhận khoán hiện nay, đa phần đều là người dân địa phương. Mỗi hộ phụ trách trung bình khoảng 76 hectare rừng với mức giao khoán khoảng 1.160.000 trên 1 hectare trên 1 năm. Khi mà mình giao khoán cho các hộ dân giữ rừng thì nó có tác động như thế nào đến việc bảo tồn rừng ở đây ạ? Dạ. Thì đối với việc công tác mà giao khoán bảo vệ rừng ở đây thì nó thấy một cái điều rất là hiệu quả. Một là mình đối giao tổ chức thì ban thì không là một đơn vị sự nghiệp công lập thôi, cho nên là không có phải là lực lượng vũ trang, cho nên cái việc mà tổ chức ngăn chặn hay là xử lý các cái đối tượng vi phạm thì rất là khó khăn. Thì qua cái việc mà tổ chức giao khoán đối với các lực lượng vũ trang, biên phòng hay công an hay hạt kiểm lâm thì đó là cái việc các đơn vị đó có cái ngành chức năng để mà xử lý các đối tượng vi phạm. Thì trong cái công tác giao khoán thì chúng tôi vừa là kết hợp giao khoán, vừa là kết hợp với lại các cái quy chế hoạt động theo quy định của nhà nước mình trong cái phối hợp liên tịch đó. Thì trong cái phối hợp xử lý đó thì nó là góp phần cho việc xử lý các đối tượng vi phạm. Tuy nhiên để xử lý được các cái đối tượng và phát hiện kịp thời thì lực lượng tại chỗ, nhất là hộ dân giữ rừng, đó là một trong những cái nguồn mà cung cấp thông tin kịp thời nhất cho là cơ quan cũng như là các ngành chức năng đóng trên cái địa bàn để mà xử lý các cái đối tượng vi phạm. Thì cũng báo lại Khánh Hà là năm 2000, khi mà ban được thành lập chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về huyện Cần Giờ thì số vụ vi phạm giai đoạn đó nó gần 200 vụ trong một năm. Tuy nhiên từ năm 2018 đến nay thì trên địa bàn xảy ra từ 2 đến 3 vụ. Năm 1992, theo mẹ vào khu rừng ngập mặn Cần Giờ. Tới 2010, anh ba quyết định tiếp nối công việc nhận khoán của mẹ, chính thức trở thành thành viên của những người giữ gìn lá phổi xanh cho vùng Đông Nam Bộ. Cuộc sống trong rừng thiếu thốn đủ đường, phải chắc chiều tiết kiệm từng giọt nước ngọt,
nhưng chưa một lần anh nghĩ tới chuyện xa rừng. Lúc còn nhỏ anh cũng đi theo cha mẹ đi đập, rồi lớn lên đóng đáy thì có được cái máy cằn nhằn ở rừng, lô bám rừng này mà sống cho tới già, chừng nào hết tuổi đi về. Cảm nhận của anh nha, 14 năm mình sống ở đây rồi anh thấy cuộc sống ở rừng như thế nào? Cuộc sống ở rừng này theo nói thẳng để mà nghe, giàu thì chắc nó không có giàu, nhưng mà đói thì nó không đến nỗi đói, bảo đảm là không đói, hứa chắc. Tại vì sao? Nếu mình không đi làm tại chốt là những ngày mình đi công tác bảo rừng đã có lương rồi, là điểm thứ nhất. Đó là tệ gì tệ cũng có được tiền mình mua gạo. Tối lại nước ngập lên mình đi bắt nha, kiếm bị nó 100-200 ngàn thì mình cũng đủ sống được, không thể nào đói được. Tính tới nay anh ba đã gắn bó với khu rừng này tới hơn 20 năm. Ngày nào không có lịch đi tuần của phân khu, lại một mình đi kiểm tra diện tích rừng mà mình phụ trách, kết hợp bắt thêm 2-3 ký ốc để tăng thu nhập cho gia đình. Ở đây thường mà mình mua ốc, mình đi bắt ốc này về á, thì là mình sẽ đem đi bán ở đâu anh? Về ở trên Cà Rò, Thái Bình Hiệp nè. Dạ. Bao nhiêu ký ạ? Có lúc là thì 120, 130. Dạ. Xong rồi dịp cận Tết này thì giá nó sẽ khoảng bao nhiêu ạ? Tết này thì nó nằm giá 140-150 luôn chừng. Dạ. Nhưng mà ngoài ốc len này thì còn những loại ốc gì nữa anh hả? Ở đây nó có ốc ngựa. Ốc là con này phải không? Đó là con ốc đá. Ốc đá. Đây là ốc đá nè quý vị. Thu hoạch luôn. Ở đây này đúng không? À. Ốc đá là ăn thịt ốc len. Ghê vậy đó. Bây giờ đang suy nghĩ xem thử là sẽ làm gì với lại những chú ốc len này, ốc len xào dừa. Việc khai thác các sản vật trong rừng như bắt cua, ốc, tôm, bạch tuộc trong quá trình đi tuần tra rừng đã góp phần cải thiện cuộc sống cho các hộ dân. Với các hộ dân thì họ bảo vệ rừng, nhưng chính khu rừng cũng đang ngày ngày nuôi sống họ. Đến với Cần Giờ thì có rất là nhiều những hoạt động gắn với thiên nhiên mà chúng ta có thể trải nghiệm. Ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng với Khánh Hà chúng ta trải nghiệm hoạt động bắt cua cùng với người dân bản địa quý vị nhé. Giờ mình làm sao anh? Dạ. Coi nước đêm này hồi hôm nó có đi không hay nó còn ở đây. Chắc phải nhờ cái cây của anh chứ Khánh Hà sợ cái tay vô bị nó kẹp quá. Nằm đây cái gì nè? Ê, có cua thiệt. Ghê. Trời, anh con này như vậy là khoảng nặng bao nhiêu hen? Con này khoảng 300-350 gram. Mà Tết như vậy là bán sẽ được khoảng bao nhiêu tiền ký? Con này nếu mà theo thời điểm này thì giá phải từ là 370-400 ngàn một ký. 400 ngàn một ký. Nhưng mà thật sự khi mà Khánh Hà đi cùng với lại anh để mà trải nghiệm á, thì mình thấy là cái công sức mà bỏ ra thì nó cũng rất là cực nha quý vị. Tại vì cái đường ở đây không phải là đường đất không, mà nó cũng không thuần là nước không, mà nó là đường sình. Và bản thân Khánh Hà hồi nãy giờ mình đi là chân của mình là bị lún mấy lần rồi, và cũng rất là khó khăn để mà di chuyển. Bên cạnh đó là cũng phải có một chút kỹ năng, tại vì là nếu mà cua ở trong hang sâu anh hả, thì phải có cái dụng cụ như vậy nè để lôi nó ra. Vậy là mình đã bắt đầu tham gia vào tổ tự quản bảo vệ rừng bao lâu rồi ạ? Tôi là thế hệ thứ hai, tại vì hồi trước là theo ông già đi công tác tuần tra bảo rừng này. Và lúc đó mình cũng nằm trong cái đình xuất và lớn lên. Khi ông già ổng hết tuổi về hưu, ổng hỏi tôi một câu vậy nè, là có theo nữa không? Nếu không theo thì ba về rồi cho con về luôn.
cái tôi mới ngẫm, tôi nói đã theo rừng hồi đó tới giờ, lúc tôi xuống đây là khoảng 10 tuổi à, năm nay là đã 44 tuổi, thì khi mà ông già tôi về hưu giao cho tôi, cấp đó tôi đã 32 tuổi, thì tôi mới suy nghĩ là thôi bám rừng luôn. Tại vì thú thật mà nói, sống ở rừng giết rồi cảm giác của mình yêu cánh rừng này, tại vì hàng ngày mình dòm ngó, hàng ngày mình đi chăm sóc nó, theo dõi nó thì cảm giác mình thật mệt. Ngày cùng với các anh đi khảo sát nè, rồi hiểu hơn về khu vực này và đặc biệt là có những trải nghiệm rất là thú vị về việc là bắt ốc bắt cua, thì tối nay Khánh Hà sẽ tiếp tục có thêm một cái trải nghiệm mới, đó chính là bắt nha cùng với các anh ở đây. Nó sẽ thường có ở những chỗ nào vậy anh? Nếu mà mình bắt nước cạn á, như cái gì nè, thường mà nó nằm ở trong gốc nước đồ á. Dạ. Nó thường nằm đó. Chiến lợi phẩm của Khánh Hà tối nay quý vị ơi, một con nha, trời ơi, nó kẹp liền cái tay của mình luôn. Dạ, rất là to đây ạ. Lại được thêm một chú nha nữa. Quý vị biết là nha thì chạy rất là nhanh, cho nên là khi mà thấy là bắt buộc là phải chụp tay vô bắt liền. Và đặc biệt là ví dụ như những cái ánh sáng á, thì nha nó cũng sẽ rất là nhạy cảm, cho nên là khi mà thấy thì nếu như mà tốc độ của mình nhanh hơn thì mình mới bắt được nha. Thưa quý vị, đối với việc đi bắt nha ở Cần Giờ á, thì những ngày mà con nước lên thì thường những con nha sẽ có xu hướng là bò lên những cái thân cây như thế này, và đó là lúc mà bà con bản địa gọi là lúc mà nha nó không có nhát, nó mạnh mẽ, cho nên là cái việc bắt nha nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Còn những ngày mà như ngày hôm nay Khánh Hà đi nè, thì con nha nó chỉ ở bên dưới cái mặt sình của mình thôi, thì đó là những ngày mà con nha nó sẽ nhát hơn và cái việc bắt nó cũng sẽ rất là khó, bởi vì là chỉ cần nó thấy tiếng động hoặc là thấy ánh sáng nó sẽ dễ dàng nó chui vào hang của nó. Sau một ngày đi tuần tra kết hợp thu bắt các sản vật trong rừng, ngày cận Tết, các hộ lại cùng nhau tập trung về trang trí phần cù, làm bánh, cùng nhau đón Tết. Tết trong rừng đơn sơ, thiếu thốn nhưng lại hết sức ấm áp. Từ những con người xa lạ, nhờ rừng, họ đã trở thành gia đình, gắn kết, không thể tách rời. Tôi đứng đây nghe lòng mình sao xuyên. Cần Giờ ơi, thương biết mấy anh tình.